Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu về bài luận tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 Nam Mạng trong năm 2021. Trước khi vào nội dung chính, các bạn và quý anh chị đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Kỷ Dậu, 53 tuổi, Nam Mạng, sinh từ ngày 17 tháng 2 năm 1969 đến ngày 5 tháng 2 năm 1970. Tướng tinh, con thỏ, con dòng Quỳnh Đế, Quan Lộc. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu trong năm 2021, Nam Mạng. Mạng, đại trạch thổ, tức đất nhà lớn. Sao thái âm, tốt, may mắn, phúc lộc tốt. Hạn, diêm vương, bệnh đường máu huyết. Vận niên, hầu thực quả, tốt. Thiên can, kỷ gặp tăng, bình hòa, thuận thành. Địa chi, dậu gặp sửu, tam hợp, tam tai. Tình cảm không được tốt, công việc cũng khó khăn. Xuất hành từ ngày mùng 1 Tết, 3 giờ đến 7 giờ sáng giờ địa phương. Đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần và hướng tây nam để đón hỷ thần. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 Nam Mạng trong năm 2021 về sao hạn. Về sao chiếu mạng, sao thái âm tức thủy tinh. Trong năm 2021, nếu Nam Mạng được sao thái âm chiếu mạng thì cuộc sống chủ về may mắn, thuận lợi, thường được bạn bè giúp đỡ về tiền bạc, bởi đây còn được gọi là tài tinh. Đặc biệt nam giới chưa lập gia đình được sau này chiếu mệnh thì sẽ gặp được tình duyên kỳ ngộ mà có vợ trong năm Tân Sửu, đặc biệt tốt nhất là vào tháng 9 âm lịch. Thái âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10-11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu trong năm 2021 Nam Mạng về hạn tuổi. Hạn diêm vương xấu. Diêm vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động rài văn thư, đầu năm khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Dịch nghĩa, hạn diêm vương tốt cho công việc kinh doanh, buôn bán thì chủ về có tài có lộc. Ngược lại, hạn này thì kỵ việc, thứ kiện vợ chồng, gia đạo bất hòa và của cải hao tốn. Nếu gặp hạn này trong năm 2021, thì nên tìm phương pháp hóa giải ảnh hưởng xấu và lập kế hoạch nhằm tận dụng triệt để tác động tốt. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng trong năm 2021 về tứ trụ. Thiên hao, địa lợi. Năm Tân Sửu, công việc kinh doanh làm ăn của quý bạn tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng không được thuận lợi, hao tài tốn của. Có thể mất việc, luôn có kẻ phá hoại, cản trở, mưu việc cũng khó thành. Tình cảm của thành viên trong gia đạo tương đối tốt, sức khỏe thì không được tốt, có thể ốm đau bệnh tật dẫn đến hư hao. Công việc hoặc học hành trở ngại, bản thân hoặc gia đạo đón nhiều việc vui mừng. Về vận niên, hầu thực quả. Trong năm 2021, người nào gặp vận niên hầu thực quả, tức kỷ ăn quả, thì chắc chắn sẽ có một năm nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Cụ thể con đường công danh được thuận lợi, đạt được nhiều mục tiêu. Mặc cho có kẻ gièm pha, gây rối, những chuyện từng gặp khó, nay cũng có thể giải quyết dứt điểm. Kinh doanh buôn bán hay khoa bảng cũng đạt được nhiều thành tích tốt. Tuy nhiên, cần chú ý chuyện tình cảm có thể xảy ra ghen tuông, nghi kỵ không đáng có. Tử vi tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng trong năm 2021 về màu sắc hợp tuổi. Trong năm 2021 thì tuổi Kỷ Dậu quý ông nên dùng màu trắng để tăng cường tài lộc và sức khỏe của cải bản thân. Không nên dùng màu vàng, chủ về mọi việc bất ổn, lo lắng, suy nghĩ nhiều. Kết luận về mặt sao hạn. Đối với những người tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng trong năm Tân Sửu gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn. Khi ra ngoài làm việc gì, quý bạn cũng được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên trong năm cẩn thận sau lưng có kẻ phá hoại công việc hoặc cuộc sống gia đình. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu trong năm 2021 Nam Mạng về sao chiếu theo năm.
Tại cung Tiểu Vận có các sao cố định: Tang Môn, Phi Liêm, Lưu Hà, Quan Đế. Bộ sau này chủ về có chuyện buồn trong gia đạo hoặc trong họ hàng, bạn bè, anh em. Tại cung Xung Chiếu có các sao cố định: Thiên Quan, Phượng Cát, Giải Thần, Lộc Tồn, Bác Sĩ, Mộ, Bạch Hậu. Ý nghĩa của bộ sau này là quý bạn ra ngoài có lộc đưa tới, tuy nhiên sức khỏe của quý bạn trong năm đau ốm, bệnh tật lâu khỏi. Tại cung Nhị Hợp có cái sao cố định: Phúc Đức, Quả Tú, Địa Võng, Kình Dương, Tử. Bộ sau này chủ về tình cảm của các thành viên trong gia đạo không được tốt hoặc có chuyện buồn đưa tới. Tại cung Tam Hợp có cái sao cố định: Thiên Mã, Thanh Long, Điếu Khách, Bệnh. Tuế Phá, Thiên Hư, Thai. Bộ sao ý nghĩa quý bạn chú ý di chuyển xe cộ hết sức cẩn thận, không nên suy nghĩ nhiều. Kết luận: tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 Nam Mạng trong năm 2021. Có nhiều chuyện buồn trong gia đạo đưa tới, có người trong nhà đau ốm, bệnh tật lâu ngày khó qua khỏi, công việc làm ăn gặp nhiều trở ngại, có kẻ phá hoại, tình cảm của các thành viên trong gia đạo gặp nhiều biến động và khi ra ngoài chú ý xe cộ di chuyển cẩn thận. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Dậu trong năm 2021 Nam Mạng. Về phương diện công việc ngoại giao, đây không phải là năm thuận lợi cho công việc ngoại giao của quý bạn. Những mối quan hệ trong công việc làm ăn, anh em, bạn bè không tốt, gặp nhiều bất lợi. Về phương diện tài chính, trong năm Tân Sửu, quý bạn có sự chi tiêu nhiều trong công việc làm ăn, cũng như trong cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, tiền bạc kiếm ra trong năm cũng không được thuận lợi như mong muốn. Về phương diện gia đạo, tình cảm của các thành viên giữa vợ chồng, con cái ở mức độ bình thường. Tuy nhiên, đôi khi có những bất đồng quan điểm dẫn đến giận dỗi. Nhưng giận không lâu, mọi bất đồng đều được giải quyết nhanh chóng. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe trong năm quý bạn chú ý các bệnh liên quan đến tuổi già hoặc các bệnh huyết áp không được tốt. Kết luận, trong năm Tân Sửu 2021, đối với quý bạn tuổi Kỷ Dậu sức khỏe không được tốt, điều này ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả công việc trong năm, bên cạnh đó gia đạo có chuyện buồn đưa tới. Phương pháp giải hạn tử vi tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng trong năm 2021. Cúng sao giải hạn, sao Thái Âm. Tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng trong năm 2021 gặp sao Thái Âm chiếu mạng. Đầu năm nên cầu an giải hạn mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch, nên cúng vào lúc 19 đến 21 giờ thắp 7 ngọn đèn lại về hướng Tây lập lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi: Nguyệt cung Thái Âm, Hoàng hậu Tinh Quân rồi khấn. Cung thỉnh Thiên Đình, Kết Lâu cung Đại Thánh, Tổ Diệu Nguyệt Phu, Thái Âm Tinh Quân vị tiền. Thái Âm củ kiến thập nhất ác, không đau cũng mạc cờ bạc đánh thua, ham sáu lễ vật sắm mua, đèn đốt 7 ngọn lại đùa hướng Tây. Giải hạn Nam Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm 2021 theo tuổi hợp. Tuổi hợp là tuổi sinh năm 1962 và năm 1970, có thể mang đến nhiều may mắn, hanh thông cho cuộc sống của quý bạn. Tuổi kỵ là tuổi sinh năm 1976 và năm 1968. Đây là những tuổi không tốt với quý bạn, chủ về những điều thị phi. Luận tháng tốt xấu trong năm Tân Sửu. Tháng 6 là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch, là các tháng xấu nhất của năm, đem lại những thị phi hoặc chuyện buồn. Tháng tốt là vào tháng 4 và tháng 12 âm lịch, là các tháng tốt nhất trong năm của quý bạn, giúp mọi việc đều đạt được ước muốn. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu trong năm 2021 Nam Mạng theo tháng. Vào mùa xuân tháng 1, đầu xuân năm mới bên gia đạo, quý bạn tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng cần chú ý mối quan hệ của thành viên trong gia đạo không được tốt. Tháng 2, nhờ được hưởng về âm phần của tổ tiên nên các công việc của quý bạn trong tháng 2 đều được thuận lợi, nếu có hung thì sẽ hóa cát. Tháng 3, đây là tháng quý bạn có lộc về mặt tiền bạc do được biếu tặng hoặc người khác đưa tới, bên cạnh đó chú ý sức khỏe không được tốt. Vào mùa hạ, tháng 4, trong tháng này gia đạo đón nhiều tin vui về việc hỷ tính cưới sinh hoặc thêm con thêm cháu trong họ hàng nội tộc.
Tháng 5, tháng này thuận lợi cho việc ra ngoài, giao thiệp, nhưng quý bạn lưu ý tình cảm gia đạo tháng này không tốt. Tháng 6, tiền bạc của quý bạn trong tháng này có sự tiêu hao nhiều, lưu ý vấn đề sức khỏe trong tháng có nhiều vấn đề. Vào mùa thu, tháng 7, quý bạn ra ngoài trong tháng 7 gặp được nhiều mối làm ăn, tuy nhiên quý bạn cần chú ý tới lời ăn tiếng nói. Tháng 8, đây là tháng người tuổi Kỷ Dậu nam mạng không nên đầu tư tiền bạc để phát triển hay mở rộng công việc, bởi tháng này chủ về không được tốt. Tháng 9, trong tháng này quý bạn gặp được quý nhân giúp đỡ về các công việc làm ăn, nhưng gia đạo của quý bạn trong tháng này có thể gặp phải chuyện buồn. Vào mùa đông, tháng 10, tháng này quý bạn được âm dương phù trợ nên công việc làm ăn kinh doanh đón nhiều thuận lợi và may mắn. Tháng 11, công việc kinh doanh làm ăn trong tháng 11 của quý bạn diễn ra bình thường, không có sự thay đổi hoặc không nên đầu tư nhiều tiền bạc. Tháng 12, tiền bạc của quý bạn có sự hao tán nhiều trong tháng cuối năm, bên cạnh đó quý bạn có nhiều người phá hoại về công việc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.